Xin chào các bạn. Vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, mùng 8 tháng 2 năm 2022, có một chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines bay từ Đà Nẵng tới Sài Gòn. Máy bay mang số đăng ký VN 868. Đây là một chiếc Boeing 787-9 Dreamliner. Máy bay đã có một pha hạ cánh không được tốt lắm, nên phải cần tới 2 lần hạ cánh thì máy bay mới có thể hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lần hạ cánh đầu tiên thì máy bay đã go around từ khá là cao, không phải chờ tới sát đường băng mà nó go around khá cao. Có thể là do cái khả năng trục trặc hay là vấn đề gì đó nên phi công đã quyết định go around rất cao. Và trong lần quay trở lại hạ cánh thứ hai thì máy bay đã hạ cánh thành công. Dữ liệu trên phần mềm Flight Radar 24 cho thấy máy bay đã bay vòng qua sân bay và quay trở lại hạ cánh lần thứ hai. Máy bay đánh một vòng như chúng ta đã nhìn thấy trên màn hình. Và đây là lần quay trở lại vòng lại hạ cánh lần thứ hai của máy bay. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng quá trình hạ cánh của nó. Máy bay đã hạ cánh thành công trong lần thứ hai này. Việc hủy hạ cánh, bay vòng qua sân bay và quay lại trở lại hạ cánh lần thứ hai là không quá hiếm trong ngành hàng không. Tuy nhiên, xét trên tỷ lệ tổng chuyến bay với việc tỷ lệ hủy hạ cánh thì tỷ lệ này có lẽ là cũng không quá nhiều. Việc hủy hạ cánh diễn ra có thể do gặp một trục trặc nào đó chưa kịp khắc phục để kịp thời hạ cánh, hoặc có thể là trong quá trình tiếp cận đường băng không tốt dẫn đến khoảng cách và độ cao không hợp lý nên phi công phải vòng lên và quay trở lại hạ cánh lần nữa. Bây giờ máy bay đã đến gần, mình sẽ im lặng để chúng ta cùng chiêm ngưỡng và nghe tiếng động cơ của máy bay. Chúng ta vừa quan sát thấy máy bay hơi lượn nhẹ, có vẻ như kỹ năng của phi công không được tốt lắm, hoặc có một vấn đề gì đó đã xảy ra đối với máy bay. Tuy nhiên, máy bay cũng đã hạ cánh thành công rồi và hạ cánh an toàn. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.